Em mới đọc thơ rồi đã. Thôi. À, tự đấy nhá. Đái ra đây luôn. Em đi đái không chứ? Đái ra đây luôn. Kim nội điểm cái đi. Wi-Fi đây này. Có Wi-Fi. Đúng không mình cậu? Chữ đẹp thế nên nó sơn mới cả nên mới bỏ có đây rồi dậy nó dậy này dậy ghê ôi giời ơi có mẹ nha. Sao? Mày nha. Chầm chầm. Nếu có quay quay cái gì không? Sẽ có phần nào quay gì không? Hà Nội hay là châu Á? Nhìn châu Á quá. Điện ư quá, như cái này làm gì? Làm gì cứ ướm lắm, làm gì ướm luôn. Ừ, dậy. Thank you.
lên cơn điên rồi, trong cơn đòn này. Rồi giờ đó biết phía xin được cấm chiếu. Đất chưa? Nên cái điên nó trong muốn đập. Điên ra cứ đập đập người mình. Đã cái này. Là chơi không hay mà. Hay chứ mà các cô đốt loạn chưa được hết. Hay cái sao? Chưa. À, bắt cửa đúng không? Chơi gì chơi? Yeah.
dơ lên kìa. Tiếng yêu thời gian nước mắt chơi quanh đời còn là tháng năm còn mãi trong tim mà thôi nước mắt chẳng bên nhau hát hết bài nước nhạc cái bài đến hát không thở luôn hát liên tục
Sao sao đó đập 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 dạo này mày phép nó tiền có tiền lo đi không không phải ăn gớm luôn. Ai nào dạy nào đâu à, lâu lắm rồi cứ 5-7 tháng đấy. Mi là người cơ quan này. Mi cá nục. Cá nục biết cá nục là cái gì ạ? À? Dạ. Chào em, giờ em rảnh không? Đó sao? Dạ em rảnh hả? Nhậu quá. Gì hả? Nhậu á. Dạ em rảnh. Lâu chưa? Vâng. Đó kìa. Lại dùng lại nè. Thank you.
Thank you.